Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của Tinh học ngôi sao. Và mình là Mia. Thì với một chiếc màn hình Hikvision kế bên mình đây thì chắc là mọi người hôm nay cũng sẽ đoán được là ngày hôm nay mình review sản phẩm gì rồi đúng không nè. Tiếp nối với series màn hình Hikvision của hai clip trước thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một option màn hình dành cho những bạn nào mà cảm thấy màn hình 22 hoặc 24 inch nó chưa đã cái nư, thì ngày hôm nay chúng ta có một option khác, đó là màn hình Hikvision D50 27 f2 này đây. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xét đến ngoại quan của em màn hình Hikvision D50 27 f2 này nhé. So với hai em màn hình trước, em màn hình Hikvision 27 inch lần này á cũng có một cái thiết kế chân chữ V khá là truyền thống và phổ biến đúng không mọi người? Thì với cái thiết kế này giúp chúng ta có một cái không gian làm việc nó được rộng hơn nè, và sẽ giúp không gian làm việc nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Tuy là cái phần chân đế là làm bằng nhựa nhưng mà tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là chắc chắn. Và lúc nãy khi mà Mia unbox và lắp ráp em nó thì cũng khá là dễ dàng. Các bạn không cần phải ốc vít gì phức tạp cả, các bạn chỉ cần lấy cái chân ra và các bạn lắp vào trong màn hình thôi. Rồi tiếp theo đó là thiết kế về mặt sau của màn hình. Thì màn hình Hikvision 27 f2 chúng ta thấy là ở phía sau có thiết kế khá là tối giản, rất là phù hợp cho những bạn nào muốn sử dụng thêm am màn hình. Bởi vì em màn hình này thì cũng giống như hai em màn hình 22 và 24 inch ở những clip trước, đó là chúng ta không thể xoay di chuyển qua trái qua phải, mà chúng ta chỉ có thể thay đổi được góc nghiêng của màn hình thôi. Cho nên là bạn nào muốn mà tối ưu được mà có thể xoay thì các bạn có thể tháo chân ra và lắp am màn hình vào, bởi vì em này có hỗ trợ am màn hình chuẩn 75-75 nha. Và tiếp theo về ngoại hình, đây là một cái điểm đập vào mắt mình đầu tiên, đó là khi mà mình mở cái clip game hot nhất hiện giờ, đó là game Vu Công Black Myth, thì mọi người có thể thấy là chúng ta cảm giác như được chìm đắm vào trong cái tựa game này luôn vậy. Bởi vì em này có ba cái cạnh viền siêu mỏng với kích thước 27 inch, và ba cạnh viền siêu mỏng như thế này thì giúp cho các bạn khi trải nghiệm game, các bạn sẽ một cái cảm giác chân thật hơn và một cái góc làm việc nó rộng hơn. Và như mình nói á, thì khi mà mình bật cái game Black Myth Wukong lên á, thì mình thấy là thứ nhất là về cái trải nghiệm game thì mình cảm thấy là kiểu mình như được hòa vào trong game đúng không? Và với cái hỗ trợ màu sắc khá là chuẩn màu thì không biết em Hikvision D50 27 f2 này có cấu hình như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu nha. Màn hình Hikvision D50 27 f2 có kích thước màn hình là 27 inch, độ phân giải Full HD với tấm nền IPS, có tần số quét 100Hz và tốc độ phản hồi là 50ms. Với cái thông số cấu hình như vậy mà em này á, khi mà chúng ta tậu về á, giá chưa đến 2,5 triệu nữa các bạn. Mà bây giờ á, mà các bạn muốn biết thực hư em nó như thế nào, muốn trải nghiệm em nó thực tế thì các bạn có thể đến những showroom của Tinh học ngôi sao để trải nghiệm ngay em nó và có thể tậu em nó về ngay nha. Và một điểm nữa là giá phân khúc giá rẻ nè, mà cấu hình tốt như vậy mà nhà sản xuất lại có thêm một ưu đãi rất là đặc biệt cho các bạn, đó là bảo hành lên tới 3 năm để các bạn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nói về nhu cầu. Đối với em này á, thì mình thấy là với kích thước 27 inch như thế này á, thì hầu hết mọi nhu cầu của anh em giống như là chơi game, học tập hoặc là giải trí, và đặc biệt là anh em chơi những cái tựa game offline hoặc là triple S á, thì anh em có thể hòa mình vào luôn những cái tựa game đó, thì anh em nên chọn cái em này. Phân khúc giá rẻ mà màu sắc với lại tất cả mọi thứ nó mình cảm thấy nó khá là phù hợp ở tầm giá rẻ nha. Còn đối với những bạn mà designer hoặc là những bạn mà editor, dựng phim chuyên nghiệp á, mà các bạn cần những cái yêu cầu khắt khe hơn về hình ảnh hoặc là màu sắc á, thì mình nghĩ là em nó cũng là một cái lựa chọn làm màn hình phụ để hỗ trợ cho công việc của các bạn một cách tốt hơn. Rồi, vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đến ngay chi nhánh Tinh học ngôi sao gần nhất để có thể trải nghiệm em nó và tậu em nó về ngay nhé. Chỉ với cái mức giá là dưới 2,5 triệu đồng thì các bạn đã có ngay một em màn hình siêu ngon bổ rẻ như thế này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Tinh học ngôi sao. Đừng quên để lại một like và có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment bên phía bên dưới để Tinh học ngôi sao biết nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye!